Thưa quý vị, sau khi Rig VIP, đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam bị đánh sập, đồng loạt các trang đánh bài khác đã bị tê liệt. Ngay sau đó, thì Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác. Và cũng ngay trong chiều qua, thì Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 và Cục Cảnh sát Hình sự C45 thuộc Bộ Công an đã triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng trên trang mạng bóng88.com, máy chủ đặt tại nước ngoài, có quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo đại diện C50, lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở của những người tham gia đường dây đánh bạc này, thu giữ nhiều thiết bị vi tính, tài liệu, chứng từ điện tử liên quan đến hoạt động đánh bạc trên. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về tình trạng quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông và quản lý các cổng trung gian thanh toán còn lỏng lẻo tại nước ta. Điều đó đã tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm mạng lợi dụng để thực hiện các hoạt động đánh bạc trực tuyến.